Thưa quý vị, trong bối cảnh phục hồi khách du lịch, thị trường các quốc gia hồi giáo là một trong những thị trường tiềm năng mà Đà Nẵng cần tập trung triển khai xúc tiến nhằm đa dạng hóa thị trường khách quốc tế. Trước đại dịch Covid-19, thị trường khách hồi giáo đến du lịch Đà Nẵng chủ yếu từ Indonesia và Malaysia. Hiện nay việc sớm mở lại đường bay trực tiếp giữa Đà Nẵng và Singapore, Malaysia, Ấn Độ đã tạo điều kiện thuận lợi cho lượng khách du lịch này tăng trưởng mạnh trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó, Malaysia luôn nằm trong top 7 thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng. Vì vậy, đây là thị trường khách rất tiềm năng để ngành du lịch Đà Nẵng có thể khai thác. Trong đó thì có những khách đi nghỉ dưỡng và khách đánh góp, các đoàn khách hội nghị, hội thảo và của các doanh nghiệp nước ngoài tổ chức tại Đà Nẵng ngành khách sạn đã tổ chức nhiều buổi tập huấn chuyên môn cho các khách sạn thành viên về những nhu cầu cũng chưa đặc tính đi du lịch của du khách theo đạo hồi tại forama resort đà nẵng trong thời gian qua cũng đã có những bước chuẩn bị để đón nguồn khách này đó là tuyển dụng đồ bếp nấu những món ăn theo tiêu chuẩn hà la và cung cấp các dịch vụ đặc thù cho du khách để phục vụ dòng khách này đến ăn uống tại Furama, tôi đã chuẩn bị các menu mới để phục vụ khách lẻ và khách đoàn, phát triển các công thức mới cho các món khai vị, món chính và tráng miệng. Theo công bố hút tại báo cáo chỉ số hút hội giáo toàn cầu năm 2022 của công ty du lịch Crescent Rating của Singapore, khoảng 160 triệu khách du lịch Hồi giáo đến từ các quốc gia khác vào năm 2019 con số này dự kiến sẽ đạt 140 triệu vào năm 2023 và dự báo tăng trưởng thị trường sẽ trở lại mức 160 triệu vào năm 2024 do sự mở rộng của du lịch quốc tế. Đến năm 2028, ước khoảng 230 triệu lượt khách du lịch Hồi giáo sẽ đi du lịch xa nước ngoài, chi tiêu sẽ lên tới 225 tỷ đô la Mỹ. Để thu hút có hiệu quả thị trường khách quốc tế tiềm năng này, thì công tác xúc tiến quảng bá điểm đến rất quan trọng. Chúng tôi mong muốn có thể hợp tác xúc tiến với Đà Nẵng lâu dài. Theo đó, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động giống như farm trip thông qua việc kết nối với công ty lửa hành, đồng thời tăng cường truyền thông điểm đến để thu hút lượng khách du lịch Malaysia tới Đà Nẵng, cũng như khách Đà Nẵng miền Trung đến trải nghiệm tại Malaysia. Bên cạnh đó, theo lãnh đạo Sở Du lịch Thành phố, để thu hút có hiệu quả đối hướng tượng khách này là một quá trình chuẩn bị và đầu tư lâu dài nhiều vấn đề cần đặt ra cho chính quyền thành phố và những người làm việc trong ngành dịch vụ và khách sạn đó là phải hiểu rõ về văn hóa hành vi và nhu cầu đặc biệt của khách du lịch hồi giáo chẳng hạn như việc khách hồi giáo chỉ tiêu thụ thực phẩm halal các cơ sở phục vụ đáp ứng nhu cầu như có phòng cầu nguyện hoặc nhu cầu đi du lịch của khách hồi giáo là rất cao sau tháng Samadan tháng lễ quan trọng nhất của đạo hồi